Rồi, mọi người nhìn cho tôi coi nha. Chân của hai người này, cô này là chân đẹp hơn. Tím hết rồi. Thì là bị cái mạch máu, cái tĩnh mạch đó, nó bị mấy cái dấu hiệu là gì biết không? Là bị tắc mấy cái van. Lấy cho tôi hai cái van, hai cái van mạch máu. Vì họ muốn quay phim á, thôi kệ họ, kệ họ, thôi dễ mua, rồi kẹp vô, chị dựa lưng vô đây, chị dựa sát vô được càng tốt, nha. Rồi bên kia là sao? Bên này thì nhiều. Bây giờ đang như nào? Có băng vô đây, đây là nhiều. Bên này. Đó, bên này. Đó, bên kia. Nó kẹp băng vô chân này. Rồi là bên kia vô. Rồi, đó. Rồi bây giờ ai khi nhìn tôi ghế đi vô khách. Đây đưa cho cháu thôi. Không vậy. Khi mà chữa cái đầu gối á, thì mình sẽ lấy cái banh á, mình chận ở cái khoeo chân này. Và khi mình chận ở chân á, thì mình nói cái người bệnh á, là sẽ, điều đầu tiên á, là làm cái chân lành trước nha. Là sẽ nắm hai cái chân và kéo ở mức cho phép, tức là người bệnh làm nổi. Rồi, tới đó rồi không? Hết rồi không? Rồi chị đó kéo, ngon lành. Rồi, bây giờ á, là chúng ta sẽ vuốt lên như vậy, mọi người nhìn nha. Cái này gọi là khóa van tĩnh mạch. Ta đứng cái tư thế như vậy và ta đặt cái tay nè, ta vuốt cái nè, thấy chưa? Dạ. Một, ha. Rồi tôi làm nè. Hai, chị thì là nắm giúp cái này, ha. Hai, ha. Rồi ba, rồi ta làm khoảng. Ôi, tránh, tôi đứng chỗ này. Mà chị thầy nói có máy hết rồi mà có đĩa. Rồi bây giờ bắt đầu đẩy đi, bên kia cũng đẩy đi, chị đẩy. Đúng rồi, khéo tay lắm. Một, rồi, hai. Và khoan nha, chú ý hai cái điểm hai bên này. Hai điểm hai bên này, bởi vì cái van tĩnh mạch nằm khúc này. Rồi chúng ta lại tiếp. Ba. Rồi, bốn. Rồi năm. Và ta đẩy liên tục vậy từ 10 tới 15 cái. Rồi, bây giờ bỏ tay chân ra, mở van tĩnh mạch. Mọi người nhìn tôi tay, hai tay nè. Tôi đẩy nè. Cái này là mở. Rồi, cái này mở, rồi bắt đầu đẩy đi. Rồi đẩy. Kéo. Rồi, đẩy nè, nè nhìn này nha. Không biết gì nè. Nè. Đây đi. Sáu rồi nha. Rồi, đẩy 10 cái cũng được. 7. Rồi, khi mà lần thứ nhất á là mình đẩy khóa rồi mở. Rồi cái lần thứ hai nữa đó thì mình sẽ vỗ ở đầu gối bằng cách là cho ép lên rồi mình vỗ tiếp. 10. Rồi, bây giờ cho cái băng bỏ vô nữa, ép vô. Bây giờ người bệnh kéo đỡ mức cho phép được. Rồi, bây giờ là em sẽ vỗ cái tay làm tròn vậy nè ha. Vỗ tròn đều chân nè. Ha, rồi, vỗ đi. Đứng ở rồi, đúng rồi đó. Rồi, để xong rồi bắt đầu, để vuốt tiếp. Và khoan nha, kỳ này cho siêu sâu vô chút nè. Nữa. Rồi, đẩy tiếp. Đó. Cái gì đó là kéo lắm. Thì đây là thứ hai. Và còn mình coi miết cái là đúng rồi. Phải. Được chưa? Rồi, bắt đầu em bỏ cái chân ra và em đẩy tiếp nữa. Khi mà, rồi giữ cái đẩy đi. Bởi khi mà mình co chân lên, gọi là khóa. Thì khóa xong rồi mình đẩy cho mấy cái van nó hoạt động trong lúc bị khóa. Rồi cái mở ra thì mình tiếp tục
mình tiếp tục à, mình tiếp tục là mở. Bây giờ khi mình đẩy về là bắt đầu mình mở cái ba, thì máu huyết bắt đầu nó lưu thông rồi. Hồi lúc mình ép chân á là mình khóa à, còn lúc này là mở à. Và đem mở cửa đi cho nó sáng. Và mọi người sẽ chú ý cái này nè, là cái chân á của chị này là hơi bị phù đúng không? Cái chân này cũng đây cũng hơi phù nè, nhưng mà giờ nó bắt đầu ớt rồi. Mọi người mà biết tại sao phù không? Không phải là phù do nước, là phù do cái mạch máu nó bị tắc cái van tĩnh mạch. À, thì bây giờ mình sẽ nhìn hai cái chân này, cái chân này chân là chân chi lao này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn hai cái này nó khác nhau, khác biệt. Mà quay lại cái cảnh này nè, hai cái chân nè, đó thấy không? Nó khác biệt rõ ràng. Thì bây giờ mình thấy cái chân mà lành á, hồi nãy mình chữa rồi, bây giờ mình sẽ thấy cái chân bệnh đó, đó. Rồi quay bên kia nữa kìa, ở cái chân bên kia nữa kìa. Rồi bây giờ bắt đầu đến cái thứ ba, cái thứ ba là bắt đầu bỏ bên vô ép nữa. Rồi bây giờ lần này á là đẩy sâu vô luôn, đẩy sâu vô, sâu vô, sát vô luôn, sát vô luôn. Bây giờ là để cho cái này là hiệu quả nữa, chúng ta kéo cái này ra chút xíu đó, đó thấy chưa? Rồi là đau ha, rồi bắt đầu đẩy đi đó, tức là mình đẩy kéo đi, ra cái thứ ba đẩy vô rồi, kéo ra kéo đi, đẩy đi, đẩy vô kéo ra đẩy đi, rồi được rồi, được rồi, chị đó chỉ dẻo đau đó, rồi được rồi, được rồi, rồi bắt đầu anh đẩy sát vô rồi đẩy đó. Cái đi bơi khỏi là bơi cho nó khỏi, như cảm thấy nó khỏi. Rồi, rồi, rồi. Rồi bây giờ kéo ra, mở lần nữa. Bây giờ mở đi. Rồi, tắt máy. Giờ thì sao cái gì là được làm cái chân? Chị cảm thấy cảm giác sau khi làm cái chân là thế nào? Thấy nhẹ nhõm, thấy nhẹ chiều hơn hồi trước. Nhưng mà có một cái là vì cái chân mình ít đau hơn, thành ra mình chưa có nhiều cảm giác. Chắc có lẽ khi có cái chân đau nhưng thì mình mới cảm giác nhiều hơn. Còn cái này có cảm giác nhưng mà nhẹ nhàng hơn. Dạ. Rồi hỏi cái chị này. Tôi thì cái chân thôi á, thỉnh thoảng thì đau đầu, mà chủ yếu á nó là cứ như lắm lúc nó như là cái con kiến đốt thôi, nó cứ tê 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 xuống. Còn bên này thì có nhìn nó tê hẳn xuống tại cái ngón tay này. Rồi cái phần này tôi nói chuyện với mình là bây giờ nó qua không được, thật ra nó thiếu oxy, cho nên đó, chị này chỉ bị nhẹ hơn, chứ chỉ có cảm giác kiến bò ít hơn, nhưng mà cái chân bên nặng ấy, thì sẽ bị nhiều hơn, hiểu được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm cái chân là bên lành, ở bên bệnh chứ, để cho cái người bệnh tự kéo. Bây giờ là tôi sờ cái đầu gối gì thì tôi thấy nóng. Chị đó không có, mà chị này có. Bây giờ chị sờ cái đầu gối gì chứ, sờ gối thằng chị. Rồi vậy, không, chị sờ bên đây. Rồi. Đây bên đây sờ nóng đấy chứ. Và đấy nó đang bị viêm nè. Đây nó đang nóng này, thì chị này đang bị nóng mà không được làm. Mình đắp đá lạnh đây thầy. Tại sao thầy? Giỏi. Cho 9 điểm đứng. Tại sao mọi người ai dám cho 10 điểm đi? Để cho 9 điểm thôi. Nãy giờ không nói gì rồi. 10 điểm là để cho thầy. 10 điểm. Không hết. Rồi lấy cho dùng cái đá lạnh. Rồi. Chị ngồi bây giờ là chị này em cứ tiếp tục làm như nãy tôi nói đó. Dạ. Em đẩy rồi xong em ép, em đẩy ép đi ép làm đúng. Dạ, bài bản nó đi à. Còn riêng như này là mình phải xử lý bằng cách là gì? Cho lạnh vô. Vì nếu như á mà chị này chỉ đang bị viêm cái gối này thì bây giờ mình em sờ vô, em sờ đây nè, em sờ tất cả cái đầu gối thì em sẽ kiếm một cái điểm nào nóng nhất. Em thấy cái chỗ này. Rồi, bây giờ bản thân chị có đúng vậy không? Chỗ này nó đang gì? À, cái tủ này nó chỉ là tủ mát. Rồi lấy cho thêm cục nữa. Nó là cái chỗ này này.
Rồi gì em đặt vô đó hả? Tại vì ấy, là nó bắt buộc phải âm từ 5 tới 15 độ thì mới ok. Dạ. Em đặt vô chỗ nào mà nó bị nóng nhất. Rồi mọi người nghe tôi nói này. À, khi mà chúng ta bị viêm ở đây, chúng ta dùng cái đá mà âm từ 5 cho tới 15 độ C ấy, ta đặt vào đây, người bệnh nhân có cảm giác là lạnh như là kim chích vậy đó. Nhưng mà đặc biệt khi mà chúng ta dở ra thấy chỗ đó nó đỏ hồng lên, nó cũng là mặc dù là lạnh nhưng mà nó cũng làm cho cái máu huyết là lưu thông cho dù là có bệnh. Nhưng mà cái đặc biệt của đá mà lạnh dưới âm 5 tới 15 độ ấy, thì khi ta đặt vào đây ấy, thì cái người bệnh nhân ấy, người ta có cảm giác bớt đau rõ rệt. Và đặc biệt mà hễ mà nó đã sưng thì nó không có ảnh hưởng gì tới da này hết. Nó đang bị viêm, không ảnh hưởng gì. Không có cảm giác quá lắm. Nhưng mà nếu như mà hết viêm rồi thì không được làm nữa. Là vì hết viêm rồi đó, mình đặt vô nó sẽ làm bỏng lạnh ra đây. Mọi người hiểu chưa? Cái đó là nhớ đi nha. Thì bây giờ ví dụ như hồi nãy giờ, em này để cái đá này vô đây nè, thì chị này bắt đầu có cảm giác dễ chịu rồi. Và bây giờ chúng ta thôi tạm thời, chị này chỉ hơi bị cái viêm nhẹ nhưng mà không đến nỗi lắm. Chỉ có nghĩa là khi mình chữa cho chị này xong á, mình khuyên là tối nay chịu khó về ngon, để cái lạnh ở nhà. Và tôi vẫn khuyên mọi người á, là xài nóng mấy cục không biết, nhưng mà luôn luôn ở trong nhà cần phải có 4 viên như này để ngăn lạnh. Vì tại sao vậy? Cái thứ nhất là khi mình để ngăn lạnh á, là mình để củng cố ở trong gia đình. Ví dụ mình bị té mà chặt tay chặt chân á, mà bông gân á, quý vị chỉ cần để cái đá lạnh vô trong á, một chút xíu hết bông gân cũng không cần bó cho mình biết đi chữa đâu á. Đó là massage. Nói là biết rồi. Nếu mà làm hai áp xong thứ mềm tông gì nó được không? Không. Thực ra là mình định thử. Bởi vì cái dòng chảy của mạch máu mà của tĩnh mạch là từ bên ngoài đi về về tim thì mình đẩy theo hướng tim thôi. Mình làm ngược chí. Giống như xách nước vậy, bỏ vô giếng là kéo lên trên thả xuống, lên thả xuống, anh coi được không? Hai bên để đi rồi tôi nói tiếp, đây 24 đến 24. Và nếu mà nấu nướng mà bị phỏng thì mọi người cứ lấy đá đặt lên cái nhất phỏng, đặt ngay thức vô là sẽ không bao giờ bị bỏng. Nó lạnh đồ với âm đồ không bao giờ bị bỏng. Và hết xong là nó ok liền. Rồi sau đó là cái cục đá này mà mình có mấy cặp trong cái đó là rất là tiện lợi. Là khi mà mình đi tắm á, vừa buổi sáng nó thức dậy cái này mình rửa mặt xong mọi người cứ lấy cái lạnh mình đẩy vô đó. Đẩy lên mặt lên, đẩy lên ha, và đẩy lên thì nó làm cái da mặt rất đẹp. Nhưng mà không được dùng nước nóng nha. Bởi vì nước nóng nó sẽ làm lão hóa cái da mặt. Mà khi mình dùng cái lạnh á, nó sẽ làm cho cái da mặt đẹp lên. Vì tại sao không? Tại vì mặt mình nó máu, bao giờ nó cũng lên mặt nhiều. Cho nên nó làm cho mặt mình luôn hừng nóng nóng. Và mình để ý xong thì nó làm cho dịu cái da lại, cái da rất là đẹp. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là buổi tối, chiều tối trước khi đi ngủ á, thì mọi người lấy cái khăn cho tôi nhúng cái nước ấm á, là nó có cái mặt lên. Rồi khi mà mình lau sạch hết rồi hả, mọi lấy trước nước lau sạch hết rồi hả, rồi bắt đầu mọi người để nguyên nước, nhưng mà lấy cái lạnh này bắt đầu đẩy thấy hết rồi lau, mọi người thử đi lau mặt xong thấy mặt da mình hết, và lúc đó muốn xài kem dưỡng da thì cái đó tùy mình, nhưng mà cái đó sẽ giúp cho cái da mặt mình là nó trẻ quá cái da đi. Nhớ là cái da mặt là của mình là mọi người sờ vô là luôn luôn nó nóng. Mình giờ bị cái nóng đó, nó làm lạ quá, cho nên mình khi làm vậy thì nó làm kích cái chân lông mình làm tất cả cái đó là thứ hai, cái thứ ba chưa được xong. Rồi bây giờ mọi người nhìn ra đây, dạ bổ hả? Mày kéo ra.
phải kéo ra, nhưng mà bây giờ em phải vỗ nhẹ hơn. À, vỗ sao chứ đâu, tại vì mình thiếu cái chứ mình đủ cái lạnh thì ok, mình sẽ làm ngon lạnh. Bởi vì lúc đó chết là hết lạnh. Là vì sao? Là mình đã kích thích lại cho cái van nó hoạt động lại rồi. Bây giờ không có còn cảm giác phù nữa. Hồi nãy mình thấy nhiều phù đúng không? Dạ, đúng rồi. Do đó là tại sao biết không? Tại sao nói người đi học, bệnh đi học phải có người nhà đi học. Thì gì biết không? Cái chuyện này là cái người nhà phải giúp giùm hàng ngày. Vì cái van tĩnh mạch là mình phải thường xuyên mình làm cho nó hoạt động đó lại. Chứ không có thể một lần chữa mà khổ. Nhớ chưa? Thế mọi người thấy ok chưa? Dạ. Nhưng bây giờ chị ghi xong chưa? Em giúp 6 lần rồi, cho dỗ 1 lần rồi, chứ còn làm gì nữa. Ok. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.